Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 1393 về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để vi phạm diễn ra kéo dài. Theo đó, dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã khoanh định 86 mỏ quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, trong đó quy hoạch khai thác sử dụng là 36 mỏ, quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng 50 mỏ. Tổng hợp quy hoạch theo từng loại khoáng sản có 9 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, 18 mỏ đá ba gian, 31 mỏ cát, 13 mỏ sét gạch ngói, 2 mỏ pulozan, 2 mỏ than bùn, 2 mỏ đá ong. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Đồng thời thành phố Hà Nội yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chịu trách nhiệm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn và tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.